Mà con Bitter, broth, delicious, yếu, floor, a fragrant, đúng rồi, fragrance, green tea, ham, noodles, omelette, pancake, pepper, pork, pork, recipe, đúng rồi, recipe, đó, trot, trot, shake, salty, sandwich, sauce. Như là đọc s a u với lại chữ s, sauce. Serve. Shrimp. Slice. Đúng rồi. Soup. Soup. Sure. Sour. Spicy. Mà. Spring rolls. Sweet. Sweet soup. Tasty. Tofu. Tofu. Tuna. Turmeric. Nghệ con, cái màu vàng vàng. Cứ coi cho biết thôi, chứ hiện tại nếu sau này mà con có thích nấu nướng á, thì thầy nghĩ nó sẽ dễ nhớ hơn. Cứ này cho biết thôi, cho biết cái củ nghệ nó như thế nào. Ok, turmeric mọi người cũng khá ít khi mà gặp, là Việt Nam cũng xài nghệ nhiều lắm á, nên là cũng cho biết. Ok, warm. Warm. Ok, bữa nay thầy muốn cho con thử. Nó sẽ hơi khó chút. Tăng nó khó lên. Ok, we have refreshment. Mấy cái từ vựng cho ngày hôm nay nè. Refreshment. Ok, đủ. Đủ. Refreshment. Okay. Neat. Refreshment. Neat. Neat. Tidy and gọn nice. Careful. Cái ghi cái từ nít vô là thành cái từ nít này gọn gàng, nó giống như tidy đi, gọn gàng ngăn nắp. Deposit. Mà chứ phải depot nhưng deposit. Rút tiền. Now, không phải của ông hả, là nếu mà rút tiền cái này nè, a sum of money that given the first part of large payment, một số tiền được đưa đầu tiên, đưa trước á. Nó còn nghe thanh khoản, nhưng mà nói chung cái này liên quan kinh tế không khó hiểu, là con chỉ còn biết nó là
nói tiếng Việt sao cho dễ hiểu ta. Nó đưa chứ một cái số tiền, ok, nó liên quan đến tiền bạc. Cái con nhỏ hiện tại chưa có hiểu về cái từ này đâu. Khi nào liên của con lớn hơn, con mới biết rõ tiền bạc như thế nào. Ok, liên quan đến tiền bạc, ok, một cái khoản, một khoản tiền đó, con chỉ cần biết một khoản tiền thôi. Charge, okay. Charge là giống như là gì đây, tính tiền ở đó, okay. Tính tiền ở đó khi người ta sử dụng cái dịch vụ hoặc là mua hàng đó. Charge someone how much, một khoản tiền, an amount of money, okay. Coast, làm the soil near to the sea or ocean, okay. Coast, coast, cái bờ biển đó, bờ biển. Coast. Okay. Fin là cái vầy, vầy cái mặt không? Nói chung chung là cái mặt. Chứ không phải là của cái mặt không, mà thường thường hay sử dụng là cái mặt. Fin là cái vầy của con cá luôn. Vâng. Snorkel, cái có thấy trên hình, chơi trên hình cái hình bên tay phải bên ngoài cùng á, cái kính lặn nè, cái đồ lặn. À, cái kính lặn. The tube that you can breathe the breathe air through when you are swimming under the surface of the water, okay. Thì xem nếu mà nó snorkel là nó giống như cái dây mà nó gắn vô cái bình oxy đó, không? Chứ không phải là cái nó kính lặn này nó không kêu khác, nhưng mà nói chung là không biết cái đồ lặn, em không biết đồ lặn nữa. Vâng. Này sẽ hơi khó nha. Mấy phần đầu thì nghĩ chắc cũng nó nổi, nhưng mà đến phần sau á, khởi động. Ok. Nè đó, lost plumbing, lost on Tuesday, contain important schoolwork, hand into office. Gần nghĩa nhất. Ok. Wow. If you have found flammable liver at the office, okay. Then your 6 euro deposit for locker key won't be refunded if key are lost. Đặt cọc. Okay, trong trường hợp này nghe đặt cọc. Cái khoản tiền nó sẽ không được trả nếu mà chìa khóa bị mất. Your 6 pounds deposit for locker keys won't be refund if keys are lost. See, we can return your 6 pound deposit if you lost your local key. Đây là euro, em không chỉ thấy chữ e không? Euro. Euro. Đọc tiếng euro. Vâng. Ok, tốt đó, con nhận hiểu cái dạng bài đó. Yo, can you get me a fastball t-shirt from the concert tomorrow? Yo, can you get me a fastball t-shirt from the concert tomorrow? I like the purple ones, but another color is okay. If they haven't got one, my size, but another color is okay. If they haven't got one of my size, one in my size. Thank Hannah. Hannah got.
Nói nghĩ nó gần gần nhau nhưng mà chỉ cần có một chút xíu là thay đổi liền. B, B. B đúng không? Impossible, ok. Nếu Vâng. có thể. Class 5 vẫn phải. Ok. Okay. Wow. Because the bad weather, tomorrow party will now be in the school hall. Vậy là thay đổi cái gì? Cái bữa tiệc. The Có phải là thời gian không? place. Địa điểm chứ. Bác kỹ cho cái chỗ on trên coming stage nữa. Okay, don't forget your aunt Jane's coming to stay tonight. So can you make sure the house is neat when you go out this afternoon, Mom? Mom is writing to Sao chào con nè B. thì nếu mà Ask Becky to tidy the house before she leaves. thôi tiếp theo. Ok, bây giờ mới đến phần khó. No. Ok. Bây giờ nó bắt mình chọn. Mỗi người có một kiểu đúng không? Rồi đó, con thấy ở bên cạnh không? Đó. Con xem cái nào phù hợp với người đó. Dựa vào nhu cầu người đó nữa. Đó, hay khó không? Alice wants a course Giờ with đơn, giờ việc đầu tiên là a gì? Đọc hiểu hết one cho 6, 7, skill 8, 9, 10. Ok. Rồi phân tích. psychologist who's because he want to study his College, ok. Với lại con nhớ trong đầu những cái keyword cái dạng này nè. Mỗi ví dụ Alice sẽ cần cái gì? Ok. Cái gì đặc biệt về Alice? Lưu ý. Cái này nhiều dễ dễ quên lắm không? Ok. Yeah, love making comic books. Đó, gạch chân dưới comic books nè. E, fashion and sport brands. Rồi nghe hot matter đúng không, con này nó số 7 đúng Vâng. cẩn thận nghe, bởi vì con Alice nó cũng muốn vẽ nha. Thì con số 6 số 7, số Vâng. 6 số 7 chọn y, chọn y. Số 6. Chọn y đúng không? This code will concentrate on different
drawing techniques, okay, including using ink and color, we will get to draw line model. Okay, right. Okay. Ừ, okay. Hot matter. Darius loves making comic book, but he's about. Secret Creed Gesied by C. Sự bay chẳng gì? C. Thì this course of action, good story in picture. There will be cartoon film to watch and instruction how to draw your favorite character, but the imagery is much more important. Thầy thấy nó chưa có đủ con. Thầy thấy cũng gần gần đủ không? Nhưng cái quan trọng là không có doesn't want to display his work, là không có muốn trình bày cái tác phẩm đúng không? Inclusive thầy nghĩ là ổn, nhưng mà để xem được mấy cái khác nó kêu include visit to a cartoon museum. Cái đó chỉ là include visit, nghĩa là thăm thôi mà. Thăm thôi mà. Ừ, thầy nghĩ cũng khá là ổn mà. Rồi phải coi cái khác. Vâng. Rồi thầy nghĩ ok. Vâng. Đúng rồi. Has he enjoyed making picture and object from different world? Making picture and object. Picture and object. Ok, object. Lưu ý nha. Làm. Làm tranh và vật. From different material. Your course is allowed to use a lot of sport in her design. Sport nè. And there's an exhibition to get new idea. Sao con tám còn nghĩ chọn cái nào? Câu bạn thì cái nào mà liên quan đến làm tranh với loại vật dụng từ nhiều vật phẩm khác nhau đúng không? Từ nhiều nguyên liệu khác nhau. Mà còn có liên quan đến sport.
and visit an exhibition. Exhibition là gì không biết không? Exhibition. Yeah. Exhibition là triển lãm á. Okay. Giống như cái museum á. Còn kiếm cái nào mà nó có liên quan đến tạo đồ với lại nó có liên quan sport. Chắc là chắc cái gì? Okay, this course concentrate on teaching drawing, painting, and you will use your new skill to make a wall poster. Okay, làm cái wall poster on team animal to take home. Động vật là thấy nó hơi không phải nha. Có phải động vật không? Mình đang kiếm là during the course she like to use her love of sport in her design, đúng không? Liên quan đến thể thao chứ, đúng không? Sao ai không được, có cần thầy giúp không? Bây giờ làm hơi lâu, cái phần này hơi lâu, nó nhiều quá đúng không? Vâng. Dễ bị loạn nha. Câu C, câu E là coi như là đúng là bỏ nè. Vậy là câu A bỏ, nó là liên quan đến động vật là bỏ nè. Đó, bây giờ mình bình tĩnh lại nha, tập trung kiếm cái nào mà liên quan đến sport. Vâng. B, đúng rồi.
We supply lots of colorful wool and cotton. Okay. Chà rất tại chờ cái cung cấp. We choose the design the layer. Okay. Well, there also be a trip to a gallery to help you creative in your design. No? Okay, vậy là A, B, C, E là không được, mình còn D, F, G, H cho hai câu. Ok, cái bài này dạy con cách nhớ cái từ quan trọng nha. Ok, vâng, mock it talented hả? Nhớ nha, gạch gạch chân dưới talented art drawing nè. Đó. Nhưng mà cũng thích live filming, cũng thích quay phim với bạn cái trong old digital camera đó, là vừa giỏi vẽ với lại cũng thích quay phim. He want to develop his skill by learning to use more advanced equipment, thiết bị tiên tiến hơn, okay, and prepare for further study, okay, và chuẩn bị cho cái việc học sau này. Okay, nó cũng khá giống cái câu 6 á. Because you want to study this later at college. Y chang vậy. Xem cái này nó có nó đề cập đến vấn đề học xong rồi không? Rồi còn D, F, G, H. G, 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 G. Thì là chọn này, con chọn G hả? Vâng. Ever wonder what your comic story would look like on the film, okay? Is your chance to find out, bring along your own comic drawing or print. Good quality if possible, and we will change for the action from your page onto the screen. Có phải không? Mà cái thằng Mark này nè, nó muốn develop this skill by learning to use more advanced equipment. Vậy là phải học, là liên quan đến kỹ năng quay phim này đúng không? Thiết bị quay phim này đúng không? Advanced. Hay là prepare for further study. Mà câu G đâu có nói đâu. Đâu có nói về việc học cho tương lai đâu đúng không? Vâng. Câu G thiếu cái câu cuối nha. Chỉ còn DFH. Cái này mà có liên quan đến nhiếp ảnh rồi vẽ rồi làm phim á. Thì đúng rồi, tốt. Thì rồi 10 gì, 10 còn F với lại H. Mary has done course of printing on paper. Okay, have done a course about printing on paper. Okay, in lên trên giấy, and would like to learn how to print on other material. Muốn in lên cái vật liệu khác. H using H. Printing in a pen. Đó, phải không? Cái bài này sau này thầy nghĩ sau này chú sau gì con sẽ gặp cái dạng này. Okay, nó giúp cho con cái kỹ năng mà ghi chú rồi nhớ cái từ quan trọng, cứ làm từ từ thôi. Cái này cũng nếu mà con muốn làm nhanh là con phải làm, con phải ghi chú đầy đủ rồi, ok, xong rồi làm từ từ mò. Cái khó là mấy cái đầu á, một hai cái đầu á, mình chỉ cần làm một hai cái đầu phần lợi là mình dễ mình loại trừ lắm, suy ra. Đọc lên cho thầy nha, cái dolphin trip, đọc lên cho thầy. My family had always been fans of New Zealand. My mom comes from the capital, so we saved up and went for a holiday there. We start with a week in the city that she grew up in. After that, we toured around for a while before ending up with change in Kaikoura, a small town of the coast. The first evening, it seemed
been a rather good place. But the next day I remembered what I read about it. To see dolphins and whales. Yes, I always think of Kaikoura as the place there where I finally achieved my lifelong ambition. Ambition. Okay. To swim with real dolphins. My family, I set up on a dolphin trip on a coast. Great day with a number of other people on a small boat. However, the sky soon turned blue. And where watch race across the waves in the sunshine until we finally reach the place where we were supposed to swim. To my surprise, this was more than 14 kilometers from land. I was quite cold by this time and really stood up to wonder why my family had made me come on the way out there. When suddenly someone shouted, "Dolphin!" All I could see were fins everywhere. There were more than 100 dolphins on swimming towards our boat. Many of them were jumping around in the water as if they were asking us to come and play. I put on my snorkel and jumped to the sea. Everywhere I looked, all I could see was dolphins swimming under me and around me. Then I remembered the huge had taught us to make sounds in the water to attract them. So I did, and actually heard them making similar sounds, as if they were trying to answer me. I contact with one dolphin and watched it carefully as I swam round in the circle. Amazingly, the dolphin almost followed me, but then said, "It's mine." Realize how intelligent and beautiful these creatures are. Then after an hour of swimming, the prince who had us to get back onto the boat, and
had enjoyed myself. I was keen to leave the water by then as I was very cold. As I was dry, I noticed that everyone on board was smiling and realized what a very special moment we had. I never forget that experience. And Thai coral will always have a special place in my heart. Sao như tôi khó không? Thấy như tôi khó đúng không? Sao con có thấy như tôi khó không? Khó rất khủng. For her family to connection with the place. A là đúng, nó chọn đúng hay sai? Two phones. Ủa, sao con hiểu được hết cái đoạn văn, có cần thầy đưa từ mới nào không? Vâng. Con ok hết hả? Vâng. Ok, good. Ok, dài vậy, hay cũng khá là nhiều từ. Ok, tóc làm thử là biết liền. Ok, two way phone nha. Đúng không sao? For her family connection with the other place we first visit in New Zealand. Two. For her family connection with really, her first visit in the New Zealand. Okay. So là chỗ nào? Cái câu nào? Có cái kết nối với lại family. My family have always been fans of New Zealand. Mm-hmm. My mom come from the capital. Okay. So cái câu hai nha chung. We start a week in the CDC grew up in. Okay, good. Cái nơi đầu tiên mà. Okay. Vâng. We start. Okay. Paul and his family choose to go to Kaikoura the past of their term. A tour, okay. The tour. Paul và gia đình có chọn cái đến cái Kaikoura chủ có chủ đích không? Đọc cái tiếp theo, đọc những cái câu tiếp theo. Okay. Yes. True hay là false? True. Sai nha. Okay. Nè, cái câu sau này. After that, we tour around for a while, no? Before ending up by chance. By chance là tình cờ, con. Vâng. Tôi đi vòng vòng một lúc cho đến khi ending up là ở một cái tình cờ, kết thúc một cái tình cờ ở Kaikoura. À, kết thúc. By chance đó, nhớ cái từ by chance, accidentally đó, by chance nó giống accidentally á, là false nha. Vâng. As soon as Paul arrives in Kaikoura, she knew the might she some dolphins in. Ngay khi mà Paul tới cái Kaikoura, anh ấy biết anh ấy sẽ thấy cái heo đó, có đúng không? Ngay khi anh ấy tới. Ngay. Đọc cái những cái câu tiếp theo nha. Mình mới xong cái câu kia rồi đó, tiếp theo. Đọc tiếp theo. Nó quanh quẩn trong cái đoạn 1 á. Cũng có chữ word finds that new thing everywhere. There were more than 100 dolphins. Yeah. True. Là true hả? True. Nè, sai những câu. The first evening. Này, ngay khi anh đi tới, nhưng mà cái câu tiếp theo là gì? The first evening it seemed a rather dull place. First evening.
cái đêm đầu tiên đó, cái nơi này khá là chán, nhưng mà ngày tiếp theo tôi nhớ để đọc cái cẩn thận nha, cẩn thận nha, thầy đã kêu là Asun Asro ngay khi okay, đọc kỹ như phân tích. Okay. The Đâu weather got worse during Paul Paul trip. Okay. Cái thời tiết nó tệ 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 dần đi, đúng không? Trong cái chuyến đi tàu có phải không? Cái đoạn 2 bắt đầu đoạn 2 nha. My family and I set off on a dolphin trip on a cold, gray day with a number of other people on a small boat. However, the sky soon turned blue and we raced across the way in the sunshine until we finally reached the place where we were supposed to go swimming. Yeah, đúng hay sai? Hãy câu câu đó nó cho con cái dự kiện như thế này. Sao cái dự kiện đó là con chọn cái gì? True false. Nãy câu nãy đầy đọc rồi. Chọn true phone con. Rồi. However, có chữ however, cẩn thận đi. Or had expected to swimming closer to land. Con đã mong chờ bơi gần bờ, có phải không? Cái này có bơi gần bờ không? To my surprise, this was more than 40 kilometers from land. Vậy là có không? Với sự bất ngờ của tôi không, khi không. Cái chỗ này là 40 km from land, vậy là Paul bất ngờ đúng không? Không đâu. Vậy là true hay so hay phone? Paul kỳ vọng đúng không? Hy vọng là sẽ được bơi gần bờ, mà trong cái bài kêu Paul bị bất ngờ khi mà cái này đến tận 40 km from land, vậy là sao? Dạ, phone. True, true. Con hiểu, hiểu không con?
là Paul bị bất ngờ khi cái này trên này 40 km khỏi đất liền là màn đúng Vâng. không? Ừ. Vậy có khác gì Paul mong chờ nó sẽ được bơi gần bờ đó đúng không? Vâng. Cũng hơi khó nha, hiểu hiểu nhưng mà làm bài nó cũng có nhiều cái đó nó đánh đố mình chút. Okay, Paul was beginning to feel unhappy about the trip until someone saw the dolphin. Tiếp theo nè. I was quite cold by this time and really starting to wonder why my family had made me come all the way out there. When suddenly someone shouted dolphin, cho đến khi ai đó la lên có cá heo một cái. À, cái câu hỏi là cái câu là Paul was beginning to feel unhappy, bắt đầu trở nên cảm thấy không hạnh phúc về cái chuyến đi cho đến khi ai đó thấy cá heo. Vậy là đúng hay sai? I was standing khá là lắm cái thời điểm này và really starting và nghi ngờ tại sao gia đình của tôi bắt tôi come all the way out there. Chắc là nhưng mà bắt đầu cảm thấy không vui. Là cả chuyến đi thì không vui nhưng mà sau khi mà la lên là cá heo thì nó vui lên thì đúng rồi, thay đổi thái độ thôi, nghe thế là true or false? Chắc là false. True đúng rồi con. Ý rồi nó còn thấy không, really wonder đó, really wonder why mà hát mày bắt tôi phải đi đến tầng tầng chỗ này đó, nghĩa là không vui rồi. Vâng. Okay, probably the dolphin will invite him to join them in the water. Nè, cái giờ qua đoạn 3 nè. I could see dolphins everywhere. There were more than, gì đó, okay. Many of them were jumping around in the water as if they were asking us to come and play. Đó. Cái câu đó. Đó. Paul felt that he failed to communicate with the dolphin. Paul cảm thấy anh ấy thất bại trong việc giao tiếp với lại cá heo, có phải không? Rồi, để đây đến cái đoạn nào mà nó nhìn cái xuống bơi cá heo. Rồi cá heo nó bơi vòng quanh. Nó bơi vòng tròn quanh nó. Đúng rồi, tiếp phút dưới luôn mà. Là có true false. Mấy con cá heo đó nó có như thế nào với phone? Phones, đúng rồi. Nên cái heo đó nó quấn mà. Con đường phim khúc. Khúc khí. Bắt trước. Có thông tin gì về con cái heo nó bắt chước không?
follow me. The dolphin almost followed me, but then changed his mind. Dạ có hay không? Không. Không. Bắt chước là những gì bo làm như nước có không? No. No, đúng rồi. Đâu có liên, đâu có thông tin gì đâu đúng không? Vâng. Call was late when the... Okay. When the girl finally called them back into please. When the guys, guy nha, chứ phải ghiêu nha, guy, hướng dẫn viên. Guy. Work, please. Oh. I... Although I have enjoyed myself. Có cái enjoy much of how everything the guide could I was keen to. Us. Là two-way phone. Call us to get back on to the phone. Two. But then as I was very cold. Đúng rồi. Mấy này cũng thì nó chỉ phần lớn là dài, đúng không? Nhưng mà còn thấy không? Câu có đi từ trên xuống dưới thôi đó. Nó đâu có hỏi là con phải tìm khắp. Con phải đi tìm khắp nơi đâu đúng không? Con có đi trên từ từ, đi từ từ trên dưới. Xong rồi đọc kỹ thôi là được. Để trả lời được câu hỏi không? Cái con này còn khó nữa. Không, cái này chắc có thể dễ hơn chút nhiều, tương tự vậy. Để bữa sau mình làm tiếp. Nó này khó chưa? Nó già, chủ đề già, thằng này cũng nên hỏi khó lắm, rõ nhưng mà nó già đó. Chứ lại cái câu hỏi, vâng. Câu hỏi chắc chắn là khó hơn rồi. Vâng. Ok, bữa nay đến đây được rồi. Về nhớ ôn từ mới nha. Vâng. Ok, see you on Friday. Yes, goodbye. Goodbye, guys.